Thưa quý vị, ngày 20 tháng 12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Hội nghị do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì. Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì. Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì, hội nghị đã triển khai quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản thu nhập, nội dung kiểm tra việc kê khai và xác minh tài sản thu nhập, hướng dẫn cụ thể nội dung việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, đồng thời giải đáp thắc mắc khó khăn một số tình huống trong quá trình thực hiện nội dung liên quan đến nhiệm vụ. Để quản lý tốt công tác kê khai tài sản thu nhập, Chính phủ đã ra Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Đối tượng áp dụng là cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản thu nhập.